Hello, xin chào tất cả quý vị các bạn nha. Chào mừng tất cả quý vị các bạn đã quay trở lại kênh mình. Mình là Chupi Shooter đây thì hôm nay chúng ta mình và quý vị sẽ cùng đến với một con game mới mang tên Crash Twinsanity. Đây là một tựa game nói về gã Cortex và Crash hợp tác với nhau để thi chạy. Cứ đi nghĩ đó là được. Cortex. Oi. Checkpoint. Thu thập tất cả game. Ui. Oh.
Wow. What? Oh my God. Ui, chết rồi, mình giết ông ta rồi. Yes! 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 Ủa sao? Game bị sao thế? Giờ sang Jungle 3 rồi. Boom. Yeah.
Dạ bây giờ mình chỉ cần chờ ông ta là ông ta nhớ sử dụng được chạy à. Cortex giờ chờ. Cứ đứng như để chờ Cortex giờ cho Cortex giờ nút rồi mình chạy. Map băng giờ chúng ta sang map băng nào đi chạy Yo, chó, cao quá Huy ơi. Nhảy, bùm, nhảy, 1, 2, 3, chạy nào, chạy đi. Ơi. Ôi trời, mình giết ông ta rồi. Giết đi rồi. Ôi. Oh my god. Ăn nút đi. Đó. Wow. Rồi. Cả ai đều chết. Đi ra hay nhất rồi đấy. Joints, man. Boing. What?
Rồi. Let's go. Đi tiếp thôi. Whoopsie daisy. Có lẽ là gần đủ 5 game rồi. Đứng im là được. Ăn 50 cái warm pass là được. Yes. Cứ đứng im đó là được. Đợi cho cái ông Cortex xong. Ui. Wow, nhìn xem Crusher có thể cũng có thể xoay như Ninjago.
Bàn cuối cùng, Ice 3. Nhảy ấy à, nhớ là cái gì? Vui thật. Ha ha, cứ đừng nghiêm trong cho cái ông Cortex, cho cái ông Cortex không. Rồi chạy nhanh. Một vậy ơi quá Wow. Wow. Và mình đợi cho các Cortex xong ấy bấm vào ghi.
checkpoint. Về đích thành công. Go Cortex rồi. Cortex rồi. Chạy nào. Vâng. Và như vậy chúng ta đã hoàn thành xong tựa game. Thêm Crash Team Sanity rồi. 3. Các video sau mình sẽ làm rất nhiều các video khác đấy, quý vị cùng chờ đón ở những video sau nhé. Và nếu bạn nào thích video của mình thì hãy cho mình một like, chia sẻ video và đừng quên đăng ký kênh nữa cho mình nha. Đây chính là một cái động lực rất là giúp mình thêm những cái video tiếp theo đấy. Cảm ơn quý vị đã xem video của mình. Hẹn lại quý vị ở các video sau. Bye bye.